Vào ngày 6 tháng 8, Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết sẽ có đủ cảnh sát để ngăn chặn các cuộc bạo loạn nhằm vào người Hồi giáo và người nhập cư trong những ngày tới. Đây là nỗ lực trấn an người dân khi các cuộc biểu tình có thể diễn biến bạo lực hơn trong ngày 7 tháng 8. Phát biểu sau cuộc họp khẩn cấp với các bộ trưởng và chỉ huy cảnh sát, ông Starmer thừa nhận các cuộc biểu tình diễn ra ở nhiều nơi khiến an ninh bất ổn. Tuy nhiên, lực lượng cảnh sát có thể kiểm soát được tình trạng hỗn loạn. Nhiệm vụ hàng đầu hiện nay của chúng tôi là phải đảm bảo an toàn cho người dân và phía cảnh sát đang nỗ lực kiểm soát tình hình. Thủ tướng Starmer cho biết thêm đã có hơn 400 người tham gia bạo loạn bị bắt, 100 người bị buộc tội và sẽ sớm được đưa ra xét xử. Theo thông tin trên mạng xã hội, các trung tâm nhập cư và văn phòng luật hỗ trợ người di cư sẽ bị nhắm đến trong ngày 7 tháng 8. Tình trạng bạo loạn đã lan rộng khắp nước Anh trong tuần qua sau vụ ba bé gái thiệt mạng trong vụ tấn công bằng dao tại Southport ngày 29 tháng 7. Cảnh sát cho biết vụ tấn công không liên quan đến khủng bố và nghi phạm sinh ra ở Anh. Tuy nhiên, đã xuất hiện các thông tin sai lệch cho rằng nghi phạm là người di cư Hồi giáo. Những kẻ bạo loạn đã tấn công các nhà thờ Hồi giáo và khách sạn có người tị nạn từ châu Phi và Trung Đông đang trú ngụ. Tình trạng bất ổn khiến nhiều quốc gia cảnh báo công dân của họ cần phải cảnh giác trước sự nguy hiểm khi đến Anh.